Rồi, ok các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với Đâu Phải Ngọc Rồng Online nha. Đây là một phiên bản Ngọc Rồng với đồ họa pixel. Nó sẽ đưa các bạn trở về tuổi thơ cách đây khoảng 10 năm, khi mà anh em chúng ta vẫn đang cày Ngọc Rồng ở trên những con máy cục gạch của Nokia ấy. Và khi đó thì tất cả mọi thứ đều là mới mẻ đúng không? Hôm nay thì là ngày cuối alpha test rồi, và mình sẽ review cho bạn thêm một vài những thứ mới mẻ tiếp. Mà trong clip hôm vừa rồi là mình cũng không có nói được hết ấy, do là thời lượng có hạn, với cả là mình muốn để anh em tự khám phá ấy. Và một phần nữa là mình muốn để dành content để sau này mình làm clip. Chưa gì đã review hết rồi thì nó cũng không còn gì thú vị đúng không? Nhưng mà do anh em hỏi mình nhiều quá, trả lời không hết được. Kiểu mọi người mới chơi, mọi người thấy lạ lẫm ấy, cái gì cũng hỏi mình thôi. Và thôi, hôm nay mình sẽ review cho bạn thêm một vài cái thứ mới mẻ tiếp. Đấy, chúng ta có bông tai cấp 3 này, set kích hoạt này, pha lê này, dòng Namex này, dòng sao đen này, băng hội này. Nói chung là rất là nhiều những cái thứ để cho mọi người trải nghiệm. Và đừng hỏi tại sao sức đánh của mình lại cao như thế, bởi vì mình là admin mà. Mình thích bao nhiêu sức đánh chả được. Còn server này là server đam gốc nhá. Thậm chí nó còn kém hơn cả đam gốc các bạn. Rồi, đầu tiên là về set kích hoạt đi. Hôm nay mình review cho bạn cái set Nappa nhá. Các bạn nghĩ đệ Kame là mạnh nhất đúng không? Không. Đây, đệ Atomic mới là mạnh nhất này. Thực ra thì cũng không phải là mạnh nhất đâu, nó chỉ ngang ngửa với Kame thôi. Đây là set Nappa, nó sẽ giúp mình hồi 70%, giảm 70% thời gian hồi Atomic. Nó sẽ không tăng sát thương của Atomic, nhưng mà với cái tốc độ đánh như thế này thì đôi khi nó còn mạnh hơn cả Kame. Đây, để mình test thử cho bạn xem khi mà đánh quái nó sẽ như thế nào nha. Rồi, thử sang map Nappa đi, đánh mấy con quái cùi cùi thôi. Quái bên này VIP quá. Chắc là sang bản open chính thức thì mình sẽ phải giảm máu của mấy con quái kia xuống. Đó, thấy không? Chẳng cực kỳ nhanh luôn. Đó. Giờ nếu mà mở ra Atomic thì các bạn cũng đừng có lo, và đôi khi nó còn mạnh hơn cả Kame đấy. Mà cái này chỉ đệ tử xây ra mới làm được thôi. Đó, set kích hoạt thì các bạn hoàn toàn có thể cấy chay ra được nhá. Khi mà áp quái ở ba hành tinh ấy, nó sẽ rơi ra những cái mảnh linh hồn này này. Đó. Và dùng cái linh hồn này để khảm vào đồ thì nó sẽ ra được kích hoạt thôi. Còn ra được set Nappa hay không thì là do nhân phẩm. Đó. Ngoài ra thì nó cũng có vài cái set cũng khá là mạnh, như kiểu set Cumber này, set Broly này. Ok. Rồi, tiếp tục là đến bông tai cấp 3 đi. Cái này thì mình cũng mới làm xong hôm vừa rồi đây. Để mà có được bông tai cấp 3 thì đầu tiên là các bạn phải có bông tai cấp 2 trước đã. Các bạn nâng bông tai cấp 2 vẫn như bình thường thôi. Còn bông tai cấp 3 thì nó sẽ nâng từ bông tai cấp 2 lên nhá. Đây, vào đây nâng bông tai cấp 3 này. Và bông tai cấp 3 nó sẽ chỉ số nó sẽ mạnh hơn bông tai cấp 2 khá là nhiều đấy. Cho cái này vào, rồi cho mảnh vỡ bông tai. Cái mảnh vỡ bông tai này thì các bạn có thể đi áp quái bên cooler, nó sẽ rơi ra. À, có thể cấy chay ra được ấy. Rồi, lên rồi các bạn. Đây, và chúng ta sẽ có bông tai cấp 3. Nó sẽ có một cái hình dáng hợp thể mới nhá. Đối với xe ra thì nó sẽ hợp thể thành thằng này. Còn đối với trái đất thì đâu nhỉ? Hình như nãy mình thấy có thằng chat thế giới đấy. Đây, nó sẽ hợp thể thành thằng này. Còn đối với Namex thì nó sẽ hợp thể thành thằng Orange Piccolo như thế này này các bạn này. Đó. Và bông tay cấp 3 nó sẽ có một cái chỉ số mạnh hơn. Của bông tay cấp 2 chỉ số của nó dao động từ 5 đến từ 1 đến 15%, còn cái này nó sẽ dao động từ 15 đến 25% nhá. Mình sẽ mở chỉ số đấy. Đó, nhìn hình dáng đẹp hơn và nó cũng sẽ mạnh hơn thôi. Đâu nhỉ? Mảnh hồn về đá xanh lam nhá. Đó, về cơ bản thì mở chỉ số nó sẽ như thế thôi. Còn nếu mà bông tai cấp 2 của các bạn đã có chỉ số rồi ấy, thì khi mà nâng lên cấp 3 thì cái chỉ số này nó vẫn giữ nguyên, và các bạn có thể reset nó bằng cách mở lại chỉ số. Đó. Đệ tử các bạn nhìn đệ tử mình khỏe không? Này thì Kame phải gọi bằng bố thì các bạn ạ. Có khi up này còn nhanh hơn cả Kame các bạn. Rồi, tiếp theo là Ngọc Rồng Namex nhá. Để mình xem tiểu đội sát thủ còn không đã. Ginzu này, đây. Nếu mà để mà có được Ngọc Rồng Namex thì các bạn có thể đánh tiểu đội sát thủ nhá. Nó sẽ rơi Ngọc Rồng Namex. Bởi vì trong chuyện là tiểu đội sát thủ. Ui, một sao. Ngon. À, đập bê, phát nữa chết. Đó, rơi một đống vàng luôn các bạn này. Và khi mà các bạn nhặt Ngọc Rồng Namex ấy, thì các bạn sẽ phải đi đánh nhau. Đấy, rơi cả thẻ Ginzu luôn này. Và nếu mà giữ được Ngọc Rồng Namex trong 5 phút thì các bạn mới nhận được viên Ngọc Rồng Namex đấy vào trong hành trang nhá. Đó, nhận Ngọc Rồng Namex thì mình có thể đấm được người khác, thấy không?
Đấy, ngoài ra thì săn tiểu đội sát thủ mình sẽ được cả mảnh Ginzu. Để xem nó tăng cái gì nào. Đây nó, Ginzu là phản sát thương các bạn. Rồi, sau khi đủ 7 viên thì mình sẽ đến Dende để mình gọi rồng thần. Đây. Gọi rồng Namek này. Đó, nó sẽ có vài cái cải trang. Đây, bộ ly SSG3 trước đi. Còn tiếp tục thì chúng ta có thêm vài cải trang nữa, SSG4 này. Gọi rồng Namek này. Black Goku này. Super Android 17 này. Goten béo. Thấy không? Mình là admin mà. Bọn em sao đánh được mình? Mình bất tử. Đó, Broly SSG4 này. Broly SSG3 này. Black Goku SSG0 này. Và Super Saiyan 17 này. Goten béo này. Toàn mấy cải trang xịn sò con bò luôn. Rồi, tiếp theo là ngọc rồng sao đen đi. Ngọc rồng sao đen thì nó cũng giống như trong bản gốc thôi, nhưng mà mình bổ sung thêm một vài cái tính năng mới nữa. Đây. Đầu tiên là phần thưởng nó sẽ khác nha các bạn nhé. Các bạn vẫn đến ngọc rồng sao đen và đấm nhau như bình thường thôi, và tuy nhiên thì phần thưởng nó sẽ khác. Một sao là tăng sức đánh này, hai sao tăng ki và HP này, ba sao tăng nhận vàng này, bốn sao là nhận pha lê này, năm sao là nhận một dương vàng duy nhất trong một ngày. Dương vàng là dương cấp 12 đấy các bạn. Còn dương cấp 11 nó là dương bạc. 6 sao là 10 item cấp 2, tức là cuồng nộ 2, bổ huyết 2 các thứ ấy. 7 sao là một viên ngọc rồng sao đen ngẫu nhiên. Đó, ngọc rồng sao đen thì có thể triệu hồi được rồng sao đen nhé các bạn nhé. Đây, chính là ngọc rồng sao đen đây. Đó, nó sẽ triệu hồi ra con rồng sao đen này. Và điều ước của nó sẽ có đổi skill đệ tử. Ngoài ra thì sẽ có thêm cải trang Omega Senron và thu nhỏ cơ thể. Thu nhỏ cơ thể là để giảm sức mạnh cho anh em chơi siêu cấp ấy. Anh em chơi siêu cấp mà muốn giảm sức mạnh nhanh thì cứ dùng sao đen mà dã các bạn. Mình sẽ lấy cải trang Omega Senron trước nhá. Đây nó là cái này này, nhưng mà cái này thì mình búp bẩn nên chưa có chỉ số các bạn. Đây, cái này có chỉ số. Chỉ số của nó thì cũng random thôi. Ai nhân phẩm lấy được chỉ số ngon thì là của người đấy, đúng không? Đây, cải trang nó sẽ như thế này. Omega Senron, rồng Omega đấy các bạn. Ngoài ra thì sẽ có cả boss rồng Omega nữa. Để mình thử tìm nào. Rồng, đây, rồng Omega đây các bạn. Rồng Omega có cả chiêu đặc biệt. Đây, đấm tối đa được 5.000 sát thương thôi. Là ai cũng săn được. Thôi, nói chung mà đấm con này thì chỉ có một thằng chó trong cả khu đấm thôi. Chứ một mình đấm thì chịu. Nó còn chiêu tái tạo các bạn ạ. Khả năng là mai mình sẽ phải bỏ cái chiêu tái tạo của con boss này đi. Chứ đấm 5.000 mà cứ tái tạo này thì còn mướt. Đó. Vì cơ bản thì nó sẽ rơi ra 5 viên ngọc rồng sao đen ngẫu nhiên. Là anh em nếu mà không đi được ngọc rồng sao đen thì có thể săn con boss này mà kiếm ngọc rồng sao đen một ước. Điều ước của nó thì như vừa nãy mình review đấy, có cả cải trang, có cả đổi skill đệ. Tiếp theo là pha lê đi. Cái này thì cũng có khá nhiều bạn hỏi mình. Bởi vì mình đã loại bỏ cái hệ thống Safari cũ đi rồi. Bây giờ các bạn chỉ có thể khảm được ngọc rồng vào đồ nhé. Còn pha lê thì nó sẽ khảm theo kiểu khác. Và cách để kiếm được pha lê đó các bạn đi đánh siêu quái. Nó hoàn toàn là cấy chay đấy các bạn. Đánh siêu quái là sẽ auto ra một viên pha lê ngẫu nhiên. Đây, pha lê đỏ này. Và mỗi viên pha lê nó sẽ đều có tác dụng riêng của nó. Đỏ tăng HP này, xanh dương tăng ki này, hồng tăng phá khiên trưởng này, tím tăng chí mạng này, cam phá khiên cận chiến này, vàng tăng sức đánh này, xanh lá tăng giáp. Đó. Có băng này loại Safale. Và các bạn sẽ khảm vào trong chỗ này nhá, khảm pha lê đây này. Nó chỉ có thể khảm vào áo quần găng giày và radar thôi. Cũng na ná như bên gọi rồng ấy, bạn nào chơi gọi rồng thì cũng không còn lạ gì với cái kiểu này rồi đúng không? Đó. Cho một viên pha lê vào. Nó sẽ có theo từng cấp độ nhá. Ví dụ cấp 1 thì mình chỉ cần 1.000 pha lê đỏ và nó sẽ tăng cho mình 1.000 HP. Đó. Lên cấp 2 thì nó sẽ tăng 1.800 HP và sẽ cần 1.200 pha lê đỏ. Đó, để mà khảm lên cấp tối đa của nó là cấp 7. Để mà khảm lên cấp 7 thì các bạn cần khoảng đâu đó khoảng 4-6.000 viên đấy các bạn. Không ít đâu. Đó, anh em cứ tha hồ mà cày. Cứ chăm chỉ đi săn siêu quái là sẽ có mà. Đó, hết rồi. Cấp tiếp theo cần 9.000 cơ và tăng 9.000 HP. Đó. Mỗi một đồ thì được khảm 3 viên.
Hình như là 3 viên, mình cũng chả nhớ nữa. Ừ đúng rồi, 3 viên các bạn. Đấy, pha lê vàng này. Đó nên là các bạn cứ tùy tính chơi theo kiểu gì thì build theo kiểu đấy, build đồ theo kiểu đấy. Tính chơi sức đánh thì build, build sức đánh, còn tính chơi HP thì build giáp với cả HP. Đó. Ok, cho mọi người tự săn. À quên, nãy giờ chưa chưa review bang hội đúng không? Đây, để mình thử test cho các bạn xem. Bang Binot. Đó. Đó, như ví dụ như ba lô này, những cái bang miễn phí thì nó sẽ có những cái chỉ số bình thường thôi. Kiểu ba lô nó sẽ tăng tiềm năng sức mạnh này, mai rùa tăng giáp này, gậy tăng hút ki này, đao tăng hút máu này, gậy phép thì tăng đánh quái. Và những cái bang VIP hơn như kiểu Berry, Berry thì nó sẽ tăng tấn công này, HP này và những cái chỉ số như này này. Đó, thấy không? Mình sẽ chọn viên ngọc Namek đi. Đó, tạo bang ngọc Namek thì mình sẽ được những cái chỉ số đấy và tất cả những thành viên ở trong bang nó cũng sẽ được những cái chỉ số đấy. Đó, đi nhặt vàng, nhặt vàng, nhặt vàng, nhặt vàng. Thấy không? Không quan trọng là ai đấm ra, không quan trọng là ai giết boss, tất cả mọi người đều có thể nhặt vàng. Đông phết đi, 1 giờ sáng anh em vẫn săn boss đông thật. Rồi, tiếp theo đó là mở diện thành viên nhé. Các bạn có thể mở diện thành viên trong bang bằng cách là mua cái thẻ thành viên bang hội này ở chỗ ông Satan. Đây, chỗ ông Satan ở đảo Kame nhé. Có bán thẻ thành viên bang hội đấy. Đó. Ba cái thẻ Salaman. Ừ, có khi nếu mà có nhiều cái tăng sát thương tự phát nổ thế này thì cái set tự phát nổ thì mình phải điều chỉnh lại. Chứ này thì mạnh quá. À, lại Pilaf các bạn kia, đi săn ngọc rồng, săn ngọc rồng. Pilaf đâu? Đây 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 đây. Đây Pilaf đây. Đó, Pilaf sẽ rơi ra ngọc rồng và cả vàng nữa các bạn. Giờ mình mới để ý sao con ăn trộm nhìn giống bằng su nhỉ? Su trong đội Pilaf này nhìn giống hệt con ăn trộm luôn. Nhìn giống như kiểu là nó từ một form đến nó ra ấy các bạn. Con này được viên gì không? Đây được viên 6 sao. Nói chung là nó sẽ rơi ra random từ 2 sao đến 6 sao nhé. Nãy mình đấm được ở đâu lại được viên 2 sao đấy. Có vẻ như đỏ nhỉ. Rồi. Thì thôi, chắc là clip này mình sẽ tạm dừng tại đây nhé. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like nhé. Và nếu mà thấy phiên bản đâu phải Ngọc Rồng Online nên nếu nó hay thì đừng quên tải game và trải nghiệm ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Bye bye.